Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành NG. Thì hôm nay ta sẽ tiếp tục chơi cái tựa game là Naruto song đấu. Và hôm nay mình sẽ làm về một cuộc đối đầu giữa hai cha con, đó chính là Minato Hokage đệ tứ đối đầu với Naruto Hokage đệ thất. Thì đây là cái comment của bạn Trần Khoa. Thì các bạn thích cái cặp đấu nào thì hãy comment xuống phía dưới và mình sẽ lựa chọn cái comment nào mà được nhiều người yêu thích nhất để làm trong tập kế tiếp. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì ở trong này có cả là đấu team này, thì hoàn toàn các bạn có thể là comment những cái team mà các bạn thích. Đấu team thì nó sẽ là hay hơn, kết hợp các trưởng tiếp thì nó sẽ đẹp mắt hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ chọn đấu đơn thôi vì đây là đấu Minato đối với Naruto mà. Thì trong này có rất là nhiều dạng của Naruto, nhưng mà mình nghĩ mình nên chọn là trong cái dạng Hokage đệ thất đi thì nó hợp lý hơn. Và mình sẽ sử dụng để đối đầu với Minato. Ok. Mình còn phải chỉnh lại một chút đã. Mình phải chỉnh lại cấp độ cho máy đã, cho nó khó lên một chút. Chúng ta sẽ chỉnh max thời gian và sẽ chỉnh giảm đi super hard như thế này. Chúng ta sẽ chọn random một cửa đi và xem nào. Minato, hai cha con đấu với nhau, hai Hokage đấu đồ với nhau. Di chuyển ngay, đối đầu. Rasengan vãi nồi thật. Rasengan, ôi giời. Wow, điều di chuyển rất là nhanh luôn. Wow, nhận lên chơi. Rasen Shuriken, ôi trời ơi. Thằng sau hết mana rồi, thằng nào cũng bay vào được. Té ra ngoài đi. Ăn đòn Rasengan rồi. Để mình có thời gian thôi. Ôi giời ơi. Ôi trời. Ăn đòn. Ăn trưởng Naruto 5k 5.000 người. Phân thân 5.000 người. Khủng khiếp. Wow, đẹp thế. Wow, 5.000 người. Khủng khiếp. Mất còn nhiều máu hơn cả mình đấy. Nạp. Ui rồi, Super Rasengan liên tục luôn. Hết mana. Ôi nhanh đấy. Ôi trời ơi, ôi đang phản trưởng rồi. Từ từ. Ui rồi ôi. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Vào. Vào. Wow. Con di chuyển nhanh thế. Đi ăn đâu rồi? Đi ăn cái gì ấy? Nhời. Ăn đòn. Vào Rasengan. Uầy, nhận trúng rồi. Người trúng trước rồi. Chạy nhanh thật. Bay Fry Dragon. Đây là dạng giái tiên nhân. Hạ dạng thái liên kết với thủ vĩ. Sổi ồ. Gì? Ôi, phải hóa thôi. Sắp thua rồi. Ở quay chân. Lên nào. Rồi ôi, lục đạo tiên nhân. Vào này. Ui xời. Mình có ít thời gian thôi. Bom kỹ thú vẫn chém được. Kinh thật. Kinh. Bom kỹ thú đúng rồi. Mình sắp hết. Mình hết mana rồi. Chạy nhanh thế nhở. Mình hết đấy rồi. Hết mana rồi. Trời. Wow, ra xem nha. Hồi mana cái. Sửa. Hết mana rồi, chạy ra ngoài. Vào. Úi giời, Super Rasengan. Không. Ngoài. Có một máu nữa thôi. Nhân. Ôi trời ơi, mình thua trước. À không, mình thắng rồi. Mình cứ nhìn nhầm Naruto thành Minato. Ok, và thắng rất là khó khăn luôn. Mình phải hóa cả cái dạng lục đạo kết hợp với tiên nhân. Lục đạo tiên nhân thì mới ăn được ấy. Tầm khá là khó ăn. Ok, và mình sẽ chọn Minato đây. Mình sẽ chọn dạng Minato. Khá hay.
Minato còn có thể biến thành được dạng kết hợp với kiểu vĩ nữa. Vẫn là Super Rasengan thôi, còn cái kia là Rasengan bình thường thì nó sẽ yếu hơn rất là nhiều luôn. À không, mình chọn nhầm rồi, mình phải chọn Minato cho mình chứ nhỉ. Quên mất. Minato đâu rồi? Minato đây rồi. Các bạn có thể comment cái cặp đấu giữa tất cả các Hokage đối với nhau cũng khá hay đấy. Hai team chứ hai team. Và mình sẽ chọn Naruto. Naruto đệ thất. Naruto đệ thất đây rồi. Super. Ok, nó sẽ chọn random một màn đi. Và mình liệu mình có thắng được không? Khá khó, tốc độ cao nhưng mà chưa biết thế nào được. Vào. Tốc độ cao. Vẫn không đến được, không đến được. Đằng sau, Rasengan. Châu đấy. Vào. Ôi trời ơi, nhanh quá. Shit. Vào để vào đâu. Rajin. Trúng rồi. Quá đẹp. Hai phân thân. Di chuyển. Khiếp luôn đây. Tiên thang trạng thái kết hợp với kiểu vĩ. Một phát. Khốn. Úi giời, đằng sau Rasengan. Đẹp. Đằng sau. Vào. Úi giời. Kiểu vĩ đập mình rồi. Wow. Né đi, không né được rồi. Đánh không né được luôn nữa. Push. Nhờ thôi, đáng định Rasengan không được. Bị ăn Super Rasengan mọi người. Phỉ tiêu. Chuẩn rồi. Phải không xong đỡ nhỉ. Wow. Fly Rasen. Khốn. Gần thua luôn. Hồi mana cái. Ôi, cái chiêu này không lấy được luôn. Phản. Awaken. Liên kết kiểu vi. Tốc độ còn nhanh hơn nữa. Còn nhanh hơn nữa đấy. What? What? Trời ơi. Nhờn. Wow. Nice. Ăn đòn, ra chiều cuối rồi. Úi giời. Kết thúc đẹp hơn. Ok, mình đã thắng một trận của Minato. Cũng khá là căng luôn. Cũng gần hết máu mới thắng được. Ok, và mình trận cuối mình nghĩ chúng ta sẽ chọn một cái trạng thái khác đi. Chúng ta sẽ chọn lại này. Và mình nghĩ chúng ta sẽ đấu một trận ở trong cái trạng thái là Jonin. Đây, Naruto Jonin đối đầu với Minato cũng ở trạng thái lúc mà còn đấy đây. Hokage này, Jonin này, khá là hợp luôn. Ok, và mình sẽ chỉnh lại cấp độ rồi. Cấp độ này được rồi. Fire Rajin là cái mạnh nhất thôi. Không có gì mạnh hơn cả. Naruto Uzumaki lúc này không biết là có cái kỹ năng gì, hình như chỉ có mỗi Rasengan mà. Ông này vẫn là khá là cùi luôn. Cùi vẫn vào. Minato thì cũng thế thôi. Ái chà, phân thân. Rasengan đúng rồi. Ủa, đây có Rasengan. Phân thân. Ui, chạy đi đâu ấy. Rasengan. Kinh. Rasengan chuẩn rồi. Chạy ra ngoài, hồi mana rồi. Phi. Biến đằng sau đi. Biến đi đâu vậy? Nát. Ui, Rasengan khổng lồ. Không phải to lắm, bình thường thôi. Rasengan, xin tới. Ăn đòn Rasengan rồi. Quăng bom. Ôi, sợi nén. Quăng bom.
Quăng bom, quăng bom. Di chuyển nhanh quá. Ngay từ hồi Joinin đã di chuyển nhanh như này, ai mà đỡ được. Sao không đỡ được? Lên trời. Ôi. Tí gì ăn đòn. Trời ơi, mana cái. Ôi, phong ấn à. Wow. Cái gì đây? Wow. Ở quay cường lên nào. Sồi. Tiên nhân, để trạng thái tiên nhân. Di chuyển nhanh không kém vào. Nhân. Ôi trời ơi. Tiên nhân mà không ăn được. Không ăn được. Trời ơi. Rasen xoáy ấy. Đẹp thế. Nhân. Ôi đừng. Mày. Sao thắng rồi. Rasen ngăn. Mình sắp hết rồi, sắp hết rồi. Ok, và giành chiến thắng rồi. Naruto Joinin. Thì ok, mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Nếu bạn thấy hay đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ video giúp mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.